Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Hồng Anh sẽ giới thiệu nốt 12 cái mochi còn lại của mình. Lần trước mình đã giới thiệu một lần rồi. Đây là trên bàn mình còn 12 cái nữa. Và lần này mình sẽ bóc lần lượt từng cái ra để tăng thêm sự bất ngờ. Bây giờ chúng mình cùng bắt đầu bóc thôi. Wow, đây là chú gấu này rất là nhỏ luôn, có màu xanh. Cái tay mình gần to bằng luôn. Ui, rất là dẻo, kéo cũng giãn. Wow, mềm quá. Tên là người rơi, tên là gấu biết bay. Ok, mình sẽ giới thiệu mochi tiếp theo. Wow, ôi mochi này xinh quá. Wow, có một cái lỗ đây, mình chả biết để làm gì nữa, chắc để tay à. Wow, rất mềm luôn. Chú gà này xinh quá, hình tròn luôn. Wow, đây là cái mỏ này, bé tí tẹo luôn. Mình sẽ bóc thử cho các bạn xem. Wow, dẻo quá, mềm mềm nữa. Mình chắc chắn đây là chú gà, tại vì chỉ có gà như thế. Và đây lại còn là gà con nữa, rất là đáng yêu. Xinh quá. Chú tiêu không bóng. Mình sẽ mở cái mochi tiếp theo. Lại một bàn chân mèo này. Lần trước mình mở 12 hộp kia thì cũng có một bàn chân mèo. Nhưng mà cái này là màu xám cơ. Còn cái bàn chân kia là màu trắng. Bé quá. Mình rất thích cái màu đệm thịt màu hồng này. Nhìn rất là đáng yêu luôn. Những cái mochi này mình rất là thích, tại vì màu sắc hình dạng thì kiểu rất là đẹp và dẻo nữa. Khi mà mình kéo này ra nhìn giống cái mặt của con gà cực. Cái chỗ phần thịt to này là cái mỏ, hai cái mắt. Nhìn rất là buồn cười. Thôi bây giờ mình sẽ bóc cái khác. Đây một chú gấu bắc cực nữa này. Nói chung mình rất là ngạc nhiên, tại vì cái chú gấu đấy rất là to. Và đây chú gấu này cũng to luôn, bằng nhau luôn. Nhưng mà chú gấu này là màu hồng cơ, hồng nhạt nhạt, và không khác gì chú gấu kia luôn. Cái tai bé tí luôn ấy, đuôi cũng thế. Như cục bông. Nhìn rất là giống mình, tại vì mình rất là mực. Wow, đáng yêu quá. Khi mà cuộn vào nhìn giống thế này, giống cái chăn bị gập vào. Wow, dính vào nhau được này. Ui, mình sẽ bóc mochi tiếp theo. Một chú thỏ này. Mình nhớ là lần trước cũng có một chú thỏ mà màu trắng cơ. Ui, thỏ này hình như tai ngắn hay sao, mình cảm thấy bé bé hơn. Chú thỏ này giống chú gấu bắc cực, tại vì có màu hồng. Hoa dẻo ha. Nhưng mà tiếc, thỏ này mất mắt rồi, trong nên nó đã bị bung mất rồi này. Mình hơi tiếc. Một bên này thì mắt bé lắm. Nhưng không sao, mình sẽ chấm thêm một tí mực để nó sắc nét hơn. Rồi, ok, đã có mắt rồi. Ta-da. Là chú thỏ đã rất đáng yêu. Này, đến lượt cái mochi này. Đây cũng là mochi màu hồng. À, con lợn. Ui, mình rất thích mấy cái con kiểu giống mình.
nó bèo bèo đáng yêu lắm. Lợn này cũng có cái lỗ giống chú gà này, cũng màu hồng luôn. Mình khi mà mình quay mặt ra mình đã nhận ngay ra là con lợn rồi, tại vì có cái mũi rất là to. Con lợn này cũng bớt giống gà thôi, nó cũng dẻo dẻo như thế. Lợn bé hơn. Gà cũng nó cũng mềm mềm hơn, tại vì có cái lỗ này rất là sâu luôn, thì nó dí được cả, mình chạm cả đĩa luôn. Còn lợn thì dày lắm, mình cũng rất là thích. Ui, đám mây này, mình chưa có đám mây này luôn. Trắng luôn. Cái này giống bánh bao. À không phải bánh bao. Rồi cả. Cái này kiểu má xinh quá. Lần trước thì mình toàn bóc phải mochi màu trắng, còn bây giờ thì nhiều, rất là nhiều mochi hồng luôn, tận 3 cái. Và đây là cái trắng đầu tiên ở trong lần này. Cháu rất là giãn. Mình rất thích đám mây này. Trời này rất thích. Nhưng mà nó hơi mướt rồi. Mướt một tí rồi. Chà, mình rất mạnh quá. Mình để đây. Ui, xin lỗi mặt trên. Ui, cái xin một trắng tiếp theo này. Đây là hình một chú gấu trúc panda. Wow, mềm quá. Nhưng mà cái sơn này nó hơn không được kỹ lắm, hơi lộ cái viền trắng trắng ra. Sao cả đây, đây là mặt của chú gấu trúc này, mắt rất là to luôn. Ôi, đây cái mũi này, đằng sau thì chú gấu trúc này không có đuôi. Thì người ta cho một cái đuôi bé bé ở đây cho nó dễ thương hơn. Các bạn có thấy giống nhau không? Nhưng mà gấu trúc to hơn một tí tẹo, mà thân hình cũng rất là giống nhau. Gấu trúc thì mắt to hơn, người đuôi người cũng to hơn. Ô, có bắt cơm màu xanh. Wow, mình chưa gặp một cái mochi nào mà màu xanh như thế này luôn. Thế quá, mềm mềm quá. Mình sẽ sánh này. Bằng nhau. Mình có bắc cừng màu hồng và màu xanh, nhìn rất là đẹp. Hai con gấu trúc, con gấu bắc cừng này giống nhau nhưng mà màu lại khác nhau, nhưng mình cũng rất là thích. Mình thích nhất là gấu bắc cừng này, tại vì người rất là to, bóc rất là thích luôn. Thôi mình để xuống đây mình bóc mochi tiếp theo đã. Mình đã gần đầy đĩa rồi. Lại một mochi màu hồng. Đây là con bạch tuộc lần trước, nhưng mà màu xanh. Lần này là màu hồng. Chú bạch tuộc lần trước có màu xanh như thế này. Bây giờ mình gặp phải màu hồng, mình rất thích bạch tuộc màu hồng. Các bạn ơi, lần trước mình đã ước là sao lại không có bạch tuộc màu hồng nhỉ? Nó đáng yêu hơn mà. Xong rồi lần này mình có phải bạch tuộc màu hồng luôn. Nhưng mình rất là thích. Rồi, mình để đây đã. Mình muốn nút. Mong là lần này là màu hồng chứ. Mình sẽ có bộ sưu tầm màu hồng và màu trắng. Ô, màu vàng. Màu vàng này rất là đẹp luôn. Mình có hai màu vàng. Đây. Chú thỏ này lại là người quen này. Màu vàng. Đây, cái chú thỏ màu xanh mà lần trước mình giới thiệu mà mình đã kéo tay này. Họ hàng với nhau. Các bạn có thể nhìn thấy là cái mũi ở giữa nó đã bị in lệch. Nó không xuống dưới mà nó lên trên thẳng hàng với hai cái mắt, nên rất là dễ hiểu nhầm thành ba cái mắt. Mà không sao cả. Vẫn kéo rất là thích. Ok, bây giờ mình sẽ bóc mochi cuối cùng. Mình mong lần này là màu xanh.
chú thỏ nữa này. Màu trắng. Wow, thỏ màu trắng. Giống y như đúc luôn, nhưng mà lại khác màu. Nhưng mà cái mũi chú thỏ này lại xuống dưới rồi. Đây là thỏ ba mắt, đây là thỏ hai mắt. Đáng yêu quá. Nhưng mà nó trộm nhau thì mình cũng không vui lắm. Mình muốn có thật nhiều con. Và mình sẽ chơi cả ngày. Đây là 12 mao chim mà mình đã mở ra được. Rất là nhiều màu sắc và đáng yêu. Ở đây các bạn ơi, đây là 12 mao chim lần trước mình đã mở ra được này. Đây là những con vật giống nhau. Mình có 3 chú thỏ. Đây là 2 chú gà mình lấy được. Rất là khác nhau luôn. Đây, đây, đây. 2 vật thừa. Ta-da. Cuối cùng, hai bạn ấy đã có cặp. Nhiều rồi, hãy kết ra nhau. Đây. 2 chú thỏ béo hôm mình tiếp tục đường này. Ôi, đây nữa. Bộ ba siêu nhân. Rồi. Vậy là hôm nay đã giới thiệu xong tất cả 24 mochi. Các bạn có thích những cái mochi này của mình không? Nếu thích các bạn hãy comment ở dưới nhé. Và đừng quên tặng cho mình một like. Đừng quên đăng ký nữa. Và ấn nút chuông thông báo để nhận được nhiều video mới từ chúng mình. Tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye.